Quý vị và con thân mến, hôm nay công ty Sumogo lại đồng hành với bà con của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để chúng ta vào cái vùng sản xuất cây nhãn và cái vùng đặc sản long nhãn. Chúng ta sẽ cùng các cái hộ gia đình trao đổi về cái kỹ thuật sản xuất cũng như là những cái cách làm mới, cách làm hay trong cái việc làm nhãn trái vụ. Xin mời quý vị và con. Có thể phấn lên thế này nhỉ? Ui, lên phấn còn đẹp nữa. Quả này chưa ăn thua gì. Thế về cái đây là giống nhãn miền thiết ạ? Miền thiết. Thế được khoảng bao nhiêu ngày nữa thì anh được thu cái này? Cái này thì phải nửa tháng nữa cái chùm này mới được. À. Còn lại chưa. Thế cái nhãn miền thiết này thì nó có cái đặc điểm nổi trội của nó? Quả to. Quả to. Đấy. Ăn thì cũng được. Vâng. Thế nhưng mà cái chất lượng là tức là cái cây nó năng suất. Vâng. Thế mà nó dễ chăm. Như cái cây này anh thu bình thường như mọi cây năm này được. Là nó phải tầm tạ rưỡi, tạ bốn. Tạ rưỡi. Hiện nay cái giống nhãn miền thiết này bà con đang bán rất nhiều ở đây thì rất nhiều. Cái giá là nó khoảng bao nhiêu? Hiện chưa bán. Chưa bán. Hiện nay là cắt nát đác là nó với cái giá 20.000. 20.000 một cân. Không bằng được cái nhãn T6 kia. Và có nghĩa là hôm nay em đến thì em thấy một cái trang trại của mình là quá tuyệt vời và nhiều những cây nhãn cổ thụ. Thì anh đây là anh ghép cái gọi là hạ tán rau trẻ hóa rau ghép chuyển đổi đấy phải không ạ? Vâng. Vâng, đây là cái giống T6 phải không ạ? Vâng, trước đây nó là cái giống nhãn cỏ thời cũ ngày xưa giống mang từ Hưng Yên lên. Dạ vâng. Thế đã. Sau khi đó thì cái nhãn đấy là nó không hiệu quả, không năng suất. Vâng. Và thấy cái nhãn này nó năng suất rằng lại chín sớm. Vâng. Thế cho nên là mình cắt đi và để nó lên mầm trong ghép thay đổi. Thế thì anh đang áp dụng cái quy trình sản xuất để làm cái nhãn gọi là trái vụ. Vâng. Thế thì để sử lý ra hoa cái nhãn trái vụ này thì mục tiêu là anh sẽ cho thu hoạch vào tháng mấy? Có nghĩa là hiện bây giờ là cũng có gia đình là làm, tức là đây là mới làm cho nên là cũng có gia đình là làm nó sẽ bị trượt. Vâng. Thế tuy nhiên thì là nếu như mà đánh thuốc vào trung tuần tháng 8 âm lịch. Vâng. Thì là cái thời tiết nó ấm. Vâng. Thì là hoa nó ra là đồng đều và bán vào 30 tháng 4. À, dịp 30 tháng 4 đã có nhãn bán rồi. Vâng. Vâng. Đấy. Và áp dụng đối với giống chín sớm thì T6 này. Giống T6 này mới đưa cái thuốc vào được. À. Còn cái nhãn miền thiết thì cũng ở đây, tại đây có nhưng lại đưa thuốc vào nó không hiệu quả. Vâng, nó rụng hết lá đi. À dạ. Đấy. Vâng vâng. Em thấy là hai cái vườn nhãn bên kia và bên này nó khác, có cái màu lá nó khác nhau. Nhãn này chú ạ. Thứ nhất là cái Sumago nhưng mà cái đợt đầu ấy, anh nói cái nhất là cái cây này. Ồ anh tưới xong một phát anh vỗ nó như là có hụ mối ở dưới, vỗ nó cứ ồ ở dưới cái này cái cây. Đây sau cái lá nó lại bóng cái này. Không, cái giống nhãn này thì nói chung là đây mình cũng là dùng Sumago rồi thì là nó sẽ xanh nét hơn. Ui. Nhưng mà thực tế là cái nhãn T6 này là nó xanh lá hơn. Và thế thì mình đưa những dinh dưỡng gì mà lá nó lại bóng đẹp đây chủ yếu là đây là qua năm nay thì là do là cái hiệu suất nó hơi kém một tí nên mình đưa chỉ có một lần Sumago thôi. Vâng. Đấy, thế xong là bón một ít phân chuồng. Thế là cái nhãn năm nay nó ít quả thế là mình để nhưng cây nó vẫn tốt. Dạ vâng. Thế vâng. Để tới đây là 2 tháng nữa là lai mai là khoảng tầm 1 tháng nữa là mình tưới một lượt Sumago để cho nó bùng một lượt nọc cuối cùng lên hết là tập trung vào oánh thuốc. À dạ dạ. Oánh thuốc thì nào tầm 20 tháng 8 âm lịch là mình đánh thì mình phun thuốc ủ mầm hoa trước xong bắt đầu mình thả thuốc xuống. Thế là anh cứ phun lên trên ngọn này? Không, tưới dưới gốc. À, lại dùng cái loại tưới gốc. Tưới hết xung quanh tán này, rộng khoảng 1 mét, tưới vòng tròn. À, tức là mình xử lý để cho nó cắt nước. Có nghĩa là gần như là nó bị chun đầu rễ lại. Đúng rồi, nó co nước lại, không hút nước lên. Lại, không hút nước lên nữa. Thế còn có phải phun lên trên lá cái gì nữa không? Không, có nghĩa là phun thì mình phun MKB trước là 10 ngày này. Vâng. Đấy, thế xong bắt đầu mình thả thuốc xong tầm 10 ngày nữa mình lại phun một lượt MKB nữa. À. Đấy, thế... mà đấy là phụ thuộc vào cái lọc. Ừ. Cái lọc mình phun cho nó đứng lọc lại để nó ra đồng đều. À, vâng, vâng. Thế như mà bình quân những cái cây như thế này mà mọi năm anh đã làm thì nó để thành công được cái nhãn trái vụ thì cây này đạt được khoảng bao cân? Cây này nó 2 tạ. Ai da. Mà bán ở giai đoạn đấy thì nó bao nhiêu? Nó cứ dao động từ 30 đến 50 nghìn một cân. Vâng. Đấy cũng là một hướng đi mới mà chỉ có bà con ở đây mới làm được, đúng không ạ? Cái vùng này thì nó có cái đặc điểm gì mà nó lại cây nhãn nó lại phát triển mạnh mà nó hấp thụ được tốt thế anh? Đấy cái thực ra mà nói là ví dụ như nhãn chín sớm bây giờ thì đúng ra mà nói ở Sông Mã này là nếu không đánh không dùng gì đến thuốc thì ở ngoài Mường Na nghe là ngày xưa đây là thời tiết là nó chín trước nhất. Vâng. Thế nhưng bây giờ thì ở đây người ta mới thay đổi chứ ở ngoài cái thay đổi nó không được nhá. À. Ở đây thay đổi thì lại được. Lại được. Vâng. Đấy. Tức là ở đây thì lại làm cho sớm hơn nữa. Vâng, làm cho sớm hơn. Tức là bây giờ ai thích cho lúc nào thì không? À. Kể cả bây giờ
tháng 5 này đánh thì là Tết bán. À, thế nhưng mà ở đây theo anh thì cái mùa đông nó có kéo dài hay là mùa đông ở đây thì nó lạnh khô, nó không lạnh mưa phùn như ở quê. À, không như không vụ. Thế nhưng mà khi đánh thuốc mà gặp phải thời tiết rét là nó chậm. À, nếu như thời tiết ấm thì anh thả cái thuốc trong chỉ 2 năm 30 ngày nó ra hoa. À, thế nhưng mà thời tiết mà lạnh, ví dụ như anh đến sang đến cuối tháng 9 anh mới đánh ấy, thì là thời tiết nó lại phải tầm hơn gần 2 tháng nó mới ra. Dạ vâng vâng vâng. Đấy, thế. Cái nhãn ở đây thì bà con đang áp dụng cái tiêu chuẩn sản xuất như thế nào để được cái chất lượng nó cao như thế này? Nói chung là thực tế ra mà nói là nó rất là ưa chuộng, là nó như kiểu có một cái khí hậu của cái dòng sông Mã. Dọc cái dòng sông Mã này thì nói chung là nhãn đều đẹp cả. À dạ vâng. Đấy. Thế thì mình cũng đang nghĩ là thứ nhất là nó do bồi phù sa của phù sa và cái hơi nước của dòng sông Mã này nữa. Dạ vâng, nó mát nhỉ. Thế thì thứ nhất là cái nhãn nó ngọt và cái cùi nó dày, làm vâng, nong cũng đạt mà ăn nhãn quả cũng ngon. À thế. Thế nhưng ngoài các vùng ra thì cũng được nhưng mà nó chỉ là 9 10. À thế. Thế cái long này thì như anh đang vừa là sản xuất vừa là thu mua ở đây thì cứ bao nhiêu cân tươi để được một cân long này? Hiện bây giờ là cái nhãn bình quân là thường thường là nó đạt tới cân 2. Vâng. Thế cân 1, cân 3. Đấy, à, thế nhưng bình quân là nó rơi vào là một yến nhãn sẽ được một cân 2 long. À, một yến nhãn và cái độ ẩm là như thế này đây phải không ạ? Cái độ ẩm của cái này là ấy, còn cái nó khô nhiều cái nó khô trong róc, cái này nó vừa bị hả hơi nó thủng nó hả hơi. Vâng vâng vâng. Nó khô trong róc ấy. Cái sấy cái này thì bà con dùng là củi hay là mình tức là hiện bây giờ đi song song là hai nò, một nò than và một nò củi. À. Đi theo cái công nghệ mới mà được tỉnh hỗ trợ của cả cái tỉnh Sơn La này là hỗ trợ cái nò long củi, tức là long sạch. Vâng. Đấy là sấy qua hơi nhiệt thôi. Dạ vâng. Đấy. Thế này đây là hiện bây giờ người ta sấy nò than xong là người ta ủ lò củi. Vâng. Thế còn có một số thì là nguyên lò củi không? À, cái giá ở đây để mua được như anh xuất ra hiện nay để xuất đi các nơi thì hiện nay là bao tiền? Đấy, hiện bây giờ mình thu mua của bà con là cái nó có hai loại, long củi thì là mua từ 14,8 đến 15. Ừ. Thế còn long than thì là mua từ 15,4 là đến 15,7. Vâng. Đấy, còn vậy bán ra thì là thị trường long than này là đi Trung Quốc là khoảng hơn 16 một chút. À, dạ, vâng, vâng.